맥락에서 쓰더리 드링을 경험하면서 어휘력, 독해력, 그리고 문화적 이해를 찾는데 매우 효과적이라는 것을 깨달았습니다. 스토리 드링의 학습의 종합함으로써 언어 실력이 크게 향상된 것을 느꼈습니다. 네, 힝뱃 읽어주세요. 네, từ kinh nghiệm của tôi trong việc kể chuyện, đặc biệt là trong bối cảnh trao đổi ngôn ngữ trực tuyến, tôi thấy rằng nó rất hiệu quả trong việc phát triển vốn từ vựng, cải thiện kỹ năng đọc hiểu và hiểu biết văn hóa. Tôi đã nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng ngôn ngữ của mình bằng cách tích hợp kể chuyện vào việc học. Từ kinh nghiệm của tôi trong việc kết chuyện, đặc biệt là trong buổi bàn trao đổi nông nghiệp kết chuyện, tôi tay rắn nổ đã hiệu quả trong việc phát triển vốn tư vấn, vốn tư vấn, cải tiến kỹ năng đọc chữ và khi viết bốn khóa, tôi đã nhân tải sự chuyển bộ dục rất chống kỹ năng ngôn ngữ của mình bằng cách tiếp thúc về chuyến bảo vệ học Thông áp hạ mô ngài tiếp thúc gà khách thông áp hạ ngoài tiếp chuyến Thông gấp ê là hạ chida hạ chida 합시다. 예 하나로 만들다 통합 하다 통하다 là thông qua. 통과 아니고요. 통합은 하나 두 개를 여러 개를 이를 하나로 만드는 거예요. 아, 걸어봐요. 예, 여러 개를 하나로 만든다. 통합, 통일, 아. 통일 있어요. 통일, 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 통일. 통일. 통합. 아마도 각 틱톡. 맞아요. 띠콕 의미 알아지? 티켓 봐. 네. 너. 띠, means 하나. 통합. 하나로 만들다. 티켓. 티켓 là thông hấp. 비슷해요? 네, thông hấp Yeah. 아 tả là tích Yeah. hợp. 오케이. 오케이. 대 truyền là storytelling và viết khúc. Từ kinh nghiệm của tôi, kinh nghiệm경험이에요? Né, còn không nhiều. Đúng không? Còn không. Cái truyền, từ storytelling에서 나의 경험으로부터 đặc biệt, 특별하게, trong bối cảnh in nhà là gì? Trong bối cảnh á, Yeah. trong Bối cảnh 필요해요? Bối cảnh. bè kiểu À, bè kiểu Về đeo있어요. Bối cảnh. Trao đổi bè nông kiểu nghiệp. Online 언어 교환의 맥락에서 특별하다. à, miền lạc à,맥락? miền lạc Yeah. 네, 뭘까? bối cảnh là miền lạc. Yeah. 네. 아, 또 있다이, 나는 알아요, 딸 봐요. 장, 명확해요? 장? Tôi thấy노자. rằng No, 장, 명확해요. 노, no, 그거 아주, 자, 효과 있어요. 좀 백받친, 그분, 어휘력의 발전에도 효과 있고, 아, 깔띵 기능 독해력에도, 독해력을 향상시켜주고, 문화를, 문화를 이해하게도 해줘요. 네. 그다음에 알게 됐어요. 그다음에 따이 수치엔 효과적 느껴요. 수치엔 뭐죠? 옛 Rõ용기난 rệt. 무 그다음에 bằng các tiktok để truyền bảo vệ học từ 공부와 함께 스토리텔링을 결합시키면서
나의 언어 능력에서 수진 보조 렛 인이야라지. Sự tiến bộ là càng ngày càng느꼈어요? ý là tôi cái đã ta nhận nhận tay là được chưa đã được chưa nhận thấy là cái ta rất ta cái đó là thứ tiên nhận tay cái đó là yêu tiến bộ chìm bộ ăn sẵn thứ sự tiến tiên bộ là là chim bồ chìm đề ta bộ bồ chồng rõ rệt đó là mong mong ngoắc kỳ à? đúng không khi đồ chăng À, đồ chạy à đúng không rõ ràng đó là gì ok mong ngoắc ha kỳ ok chìm sao bộ tức gì chìm tiến bộ tức bộ lên tiến bộ mà à tiến chào bộ yeah, mà chào yeah 맞아요 항상 대다 thăng chim bồ đề đa Tokateo hang sang sang thăng sang gì Chimbo하고 같은 말이에요. 쌤쌤 thăng su sang chimbo xuyên đảng Né, hang sang cho ta. Su chimbo thăng lo 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 Né, hang go mal Vietnamoro iyagi heboseyo. nè tôi kinh nghiệm dài nhỉ tôi nhận thấy à tôi nhận thấy à không phải trong việc từ kinh nghiệm của tôi từ mòn so là từ à? Từ kinh nghiệm trong kinh nghiệm kể chuyện trong bối cảnh trao đổi ngôn ngữ trực tuyến đặc biệt trong bối cảnh trao đổi ngôn ngữ trực tôi đã nhận thấy rằng là rất hiệu quả trong việc phát triển từ vựng này, kỹ năng đọc hiểu này và sự hiểu biết văn hóa. Né. Thông qua sự tích hợp trong việc sự tích hợp kể chuyện trong việc luyện tập đấy thì tôi cảm thấy nó nực cost từ sáng tôi đã cảm thấy cái năng lực ngôn ngữ càng ngày càng phát triển rõ rệt Thực hiện bộ sự chim tiến bộ à dạ xi lóc là sự tiến bộ á kỹ năng ngôn sự ngữ xi lóc là kỹ năng ngôn ngữ chứ này càng ngày càng tiến bộ à các thích bộ thích thích vụ thích vụ càng ngày thích khắc thích càng khắc ngày càng tiến thích bộ bộ à, thích tích bộ hợp việc kể chuyện kết chuyện là ba biết hốc xong anh alo các tích hốc hốc kết chuyện bảo về thôi tích hợp kể chuyện mà vào việc học 아, 마지막하고 이제 이야기 만드는 방법 얘기하면 좋을 것 같아요. 마지막 문단 나랑 마지막 만든 마지막 따라서
요약하자면 스토리텔링은 언어학습, 특히 중국 학습자에게 매우 좋은 방법입니다. AI를 활용해 이야기를 생성하는 것은 어휘, 문장, 대화를 연습하고 문화적 이해를 깊게 할수 있는 재미있는 방법입니다. 네. 따라서 요약하자면 스토리텔링은 언어학습, 특히 중급 학습자에게 매우 좋은 방법입니다. AI를 활용해 이야기를 생산하는 것은 어휘, 문장, 대화를 연습하고 문화적 이해를 깊게 할수 있는 재미있는 방법입니다. 네, 아, 독, 아, 킹백, 또이, 세오, 독, 킹백. Tóm lại, kể chuyện là một phương pháp tuyệt vời để học ngôn ngữ, đặc biệt là cho người học ở trình độ trung cấp. Sử dụng AI để tạo ra các câu chuyện là một cách thú vị để thực hành từ vựng, cấu trúc câu và hội thoại, đồng thời làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về văn hóa. Né, tóm lại, cái chú ấy, một phương pháp tuyệt vời để học ngôn ngữ, đặc biệt là cho người học trình độ trung cấp, sử dụng AI để tạo ra các câu chuyện là một cách thú vị để thực hành từ vựng, tạo sức và hồi thối đúng tôi lắm tạo sắc thêm xứ xứ viết về văn hóa nè tôm lai cả ta ra sổ rồi ra khá cha mẹ nhé tôm lai Tóm tôm lại là rồi ra khá luôn dồi dạ à tôm tôm lai tôm dạ rồi ra thực hiện iyagi 만드는 거는 뭐 방법 좋은 방법이에요. 언어를 공부하는 좋은 방법인데요. 특별히 배우는 사람을 위해서 중국 과정에 배우는 사람을 위해서는 특별히 좋은 방법이에요. AI를 사용하면 만들 수 있어요. 이야기를 만들 수 있고 재미있는 독특한 두 분, 단어 어휘력을 얻고 문장 가축과 문장 구조 호토이 대화 농토이 람사오 삭댐 수 휴비엣 문화 문화의 이해를 깊게 할수 있는 재미있는 방법입니다. 네. 한국어로 베트남어 이야기해보세요. 네, 따라서 tóm lại kể chuyện là phương pháp tốt, rất là tốt cho người Boy. rất là tuyệt vời à, Nè. để học cho người học sức cha cho người Nè, học dùng, 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 ngôn cho ngữ, người học ngôn cho người học ở trình độ trung cấp. À đâu? Ừ. Đặc biệt. À, ngữ. ở rồi, đặc biệt cho người học ở trình độ trung cấp. Nè. Nè. AI, thông qua AI à? Thì việc sen son tạo à màn tươi đa sen son Tạo ra việc tạo ra những câu chuyện thông qua AI tôi chưa nghe à sử dụng AI thì về việc tạo ra các câu chuyện là phương pháp rất thú vị để có thể học
để có thể hiểu sâu hơn về từ vựng này, cấu trúc câu này, luyện tập về hội thoại này và văn hóa. Yeah, về văn hóa. Thực hành từ vựng, cấu Ok. trúc câu. Hanbon 그 이야기 한번 만들어 볼게요. 아, 리가 챗GPT 이용해서 어떤 이야기 만들고 싶어요? 그러면 내가 한국어를 써볼게요. 아마도 이거 말로 하는 거. 예. 어떤 이야기 만들고 싶어요? 아무 이야기나. 어떤 이야기? 예. 리 꽃에 타오자 가우트렌 방 보이 AI 네 수중 AI 수중 AI 리 꽃에 가우트렌 한국어로 한번 이런 이야기 예를 들면 비주 AI에게 AI야 나는 강아지와 고양이가 재미있게 노는 이야기 만들어 줘. 강아지? 강아지와 고양이가 재미있게 노는 이야기 만들어 줘. 이렇게 얘기할 수 있어요. 꽃에 노이 꽃에 욕구 AI 네 따오자 가우트렌 그럼 리 한번 요구해 보세요. 내가 타이핑 할게요. 글을 쳐볼게요. 또 저기 나 예. 어떤 이야기 만들었잖아요. 집. 집. 네. 좋아요. 집. 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 오, 그 손님에게 네. 집의 고요. 저는 보여줘요. 뭐야, 좋아. 보여줘요. 보여주는 보여주다고 이야기 이야기해. 만들어줘요. 오케이. 그러면 네. 한국어로 해볼게요. 손님에게 집을 주는 이야기를 만들어 주세요. 잘 만들고 있어요. 많이 만들고 있네요. 이것을 이제 번역할 수 있어요. Translate 그냥 그럼 이 이야기로 우리가 한번 읽어볼게요. 이따가 다 복사해서 춘따꽃에 독 가우트렌 띵벳 오, 띵 귀여워요. 괜찮아요. 띵벳 먼저 읽고 그 다음에 띵한 읽으면 될것 같아요. 네. 복사해서 카피, 지하세 할수 있어요.
chia sẻ cho chúng ta đây là thế các bạn chia sẻ hết rồi thiên bên먼저 읽으면 không biết 내가 한국어 잘 아니, 베트남어 잘 모르니까 한국어 먼저 읽을게요. 근데 잘 보세요. 이렇게 처음부터 끝까지 읽을게요. 또이다 또이세 독 뚜다오 뚜바다오 된꿍 맞아요? 네. 처음부터 끝까지 생별 뭐라고 해요? 처음부터 끝까지 đến cuối데코에 데코에 đến cuối từ đầu đến cuối. đến cuối chưa đau đến cuối ok tôi đã tôi sẽ đọc chưa đau đến cuối 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 ok 빨리 읽을 거예요. 제목 따뜻한 첫 만남. 햇살이 부드럽게 내려앉은 어느 가을 오후, 민주는 새로 지은 집을 첫 번째 손님에게 보여줄 생각에 설렜다. 그는 현관문을 열고 손님을 맞이할 준비를 했다. 벨이 울리자 문을 열며 밝게 미소 지었다. 안녕하세요. 들어오세요. 오늘 이 집을 소개하게 되어 정말 기쁩니다. 손님은 중년의 부부였다. 두 사람은 서로 손을 맞잡고 집 안으로 들어섰다. 현관에는 신선한 라벤더 향이 은은하게 퍼졌고, 민주는 첫 인상을 중요하게 생각해 보는 상초였다. 여기가 바로 거실입니다. 창문이 크게 나 있어 햇빛이 잘 들어오고, 나무 바닥이어서 발에 닿는 느낌이 참 좋죠. 거실로 안내하며 민주는 밝은 톤의 벽지와 넓은 창문을 손님에게 설명했다. 손님들은 거실을 둘러보며 만족스러운 듯 고개를 끄덕였다. 여긴 주방입니다. 최신식 가전제품과 대리석 카운터로 꾸며져 있어서 요리하기도 아주 편리할 거예요. 부부는 주방을 살펴보며 흐뭇한 표정을 지었다. 아내가 민준에게 물었다. 여기에서 아침을 먹으면 햇살이 참 좋을 것 같네요. 민준은 미소를 지으며 대답했다. 맞아요. 이 창문으로 아침 햇살이 아주 잘 들어와요. 그리고 바로 옆에 있는 정원이 이 집의 자랑입니다. 날씨 좋은 날에는 테라스에서 차를 마시며 여유를 즐기실 수 있어요. 정원으로 이어지는 문을 열자 싱그러운 잔디와 꽃들이 반겨주었다. 바람의 할랑이는 나무들이 만드는 잔잔한 소리가 마음을 평온하게 했다. 부부는 서로의 눈을 마주보며 만족스러운 듯 미소를 지었다. 정말 아름다운 집이네요. 벌써 이곳에서의 생활이 그려지는 것 같아요. 민주는 기쁜 마음으로 대답했다. 마음에 드시다니 정말 다행입니다. 이제 2층으로 올라가 볼까요? 침실과 서재가 기다리고 있습니다. 계단을 따라 올라가며 민주는 부드럽게 이어지는 이야기를 나눴고, 부부는 곳곳을 둘러보며 이 집에서 새로운 삶을 상상하는 듯했다. 방을 하나씩 소개할 때마다 그들의 표정에는 기대감이 가득했다. 모든 투어가 끝났을 때 민주는 말했다. 여러분이 새로운 시작을 이곳에서 함께 할수 있다면 정말 기쁠 것 같습니다. 어떠세요? 부부는 미소 지으며 고개를 끄덕였다. 이 집이 우리에게 딱인 것 같아요. 민주는 그들의 결정을 축하하며 따뜻하게 손을 내밀었다. 이제 이 집이 여러분의 것이 되겠군요. 진심으로 축하드립니다. 체인벳 읽어주세요. 그럼 제가 밑으로 내릴게요. vẫn còn mà. 네네네. 체인벳 읽어주세요. 듣기만 할게요. 또이 네네 그럴 것 같네요. 네. Tiêu đề: cuộc gặp gỡ đầu tiên ấm áp. Và một buổi chiều thu, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống. Min Jun hồi hộp chờ đón vị khách đầu tiên đến thăm ngôi nhà mới xây của mình. Anh mở cửa chính, chuẩn bị chào đón họ. Khi tiếng chuông vang lên, anh mỉm cười tươi và mở cửa. Xin chào, mời vào. Hôm nay tôi rất vui được giới thiệu ngôi nhà này với quý vị. Khách của anh là một cặp vợ chồng trung niên. Họ nắm tay nhau bước vào nhà. Ngay ở cửa ra vào, hương thơm nhẹ nhàng của hoa oải hương lan tỏa trong không gian.
Một loại nến mà Min Jun đã cẩn thận chọn để tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Đây là phòng khách, cửa sổ lớn cho ánh sáng tự nhiên vào và sàn gỗ tạo cảm giác rất dễ chịu khi bước đi. Anh dẫn họ vào phòng khách, giải thích về tông màu sáng của giấy dán tường và cửa sổ rộng. Cặp vợ chồng nhìn quanh phòng, hài lòng gật đầu. Đây là nhà bếp, các thiết bị hiện đại và bàn đá cẩm thạch giúp việc nấu ăn trở nên rất tiện lợi. Cặp vợ chồng ngắm nhìn nhà bếp với vẻ hài lòng. Người vợ hỏi Min Jun, ăn sáng ở đây có lẽ sẽ rất tuyệt vời khi ánh nắng chiếu vào. Min Jun mỉm cười đáp lại, đúng vậy, ánh nắng buổi sáng tràn ngập qua cửa sổ này. Và ngay bên cạnh là khu vườn, niềm tự hào của ngôi nhà này. Vào những ngày thời tiết đẹp, quý vị có thể thưởng thức trà trên sân thượng và tận hưởng không khí trong lành. Khi mở cửa dẫn ra vườn, một bãi cỏ xanh mướt và những bông hoa tươi thắm hiện ra trước mắt. Tiếng cây lá rung rung rinh trong gió tạo nên một âm thanh dịu nhẹ. Cặp vợ chồng nhìn nhau, mỉm cười mãn nguyện. Thật là một ngôi nhà đẹp, chúng tôi có thể hình dung được cuộc sống ở đây. Min Jun vui vẻ trả lời, thật tuyệt vời khi biết quý vị hài lòng. Giờ chúng ta lên tầng 2 nhé. Ở đó có phòng ngủ và phòng làm việc. Trong khi dẫn họ lên cầu thang, Min Jun tiếp tục trò chuyện một cách nhẹ nhàng và cặp vợ chồng nhìn quanh từng góc ngôi nhà. Như thể họ đang hình dung về cuộc sống mới tại đây. Mỗi khi Min Jun giới thiệu một căn phòng, nét mặt của họ lại ánh lên sự mong đợi. Khi buổi tham quan kết thúc, Min Jun nói, tôi sẽ rất vui nếu quý vị bắt đầu cuộc sống mới của mình ở đây. Quý vị thấy thế nào? Cặp vợ chồng mỉm cười và gật đầu. Chúng tôi nghĩ rằng ngôi nhà này thực sự là của chúng tôi. Min Jun chúc mừng quyết định của họ và thân mật đưa tay ra. Giờ thì ngôi nhà này đã thuộc về quý vị. Chúc mừng quý vị thật lòng. Né, à, 이제 티앙안 읽어보세요. 네. 네, 읽어보세요. 아마, 꽃의 휴, 사우, 엠다, 독, 띵베, 쓴, 낸, 꽃의 휴. 주제 là cuộc gặp gỡ어, ấm áp đầu tiên. 티앙안으로요. 한국어로 읽어주세요. 티앙한 한국어로 읽어주세요. 네, 알겠습니다. 따뜻한 첫 만남. 햇살이 부드럽게 내려앉은 어느 가을 오후, 민준은 새로 지은 집의 첫 번째 손님에게 모여줄 생각에 설렜다. 그는 환관 문을 열고 손님을 맞이할 준비를 했다. 벨이 울리자 문을 열며 밖에 미소 지었다. 안녕하세요. 들어오세요. 오늘 이 집을 소개하게 되어 정말 기쁩니다. 손님은 중년의 부부였다. 두 사람은 서로 손님을 맞잡고 집 안으로 들어섰다. 현관에는 신선한 라벤더 향이 은은하게 퍼졌고, 민준은 첫 인상을 중요하게 생각해 고른 한 조였다.
여기가 바로 거시입니다. 창문이 크게 나 있어서 햇빛이 잘 들어오고 나무 바닥이어서 말에 닿는 느낌이 참 좋죠. 거시로 안내하며 민초는 맑은 손의 먹지와 넓은 창문의 손님에게 설명했다. 손님들은 거실을 보며 만족스러운 고개를 끄덕였다. 여긴 주방입니다. 최신식 가전제품과 대리석 카운터로 꾸며져 있어서 요리하기에도 아주 편리할 거예요. 부부는 주방을 살펴보며 흐뭇한 표정을 지었다. 아내가 민주에게 물었다. 여기에서 아침을 먹으면 햇살이 참 좋을 것 같네요. 민주는 미소를 지으며 대답했다. 맞아요. 이 창문으로 아침 햇살이 아주 잘 들어와요. 그리고 바로 옆에 있는 정원이 이 집의 자랑입니다. 날씨 좋은 날에는 테라스에서 차를 마시며 여유를 즐길 수 있습니다. 정원으로 이어지는 문을 열자 싱그러운 잔디와 꽃들이 반겨주었다. 바람에 살랑이는 나무들이 만드는 잔잔한 소리가 마음을 평온하게 했다. 부부는 서로의 눈을 마주보며 만족스러운 미소를 지었다. 정말 아름다운 집이네요. 벌써 이곳에서의 생활이 그려지는 것 같아요. 민주는 기쁜 마음으로 대답했다. 마음에 드신다니 정말 대단합니다. 이제 2층으로 올라가 볼까요? 짐씨와 서재가 기다리고 있습니다. 계단을 따라 올라가며 민주는 부드럽게 이어지는 이야기를 나누고 모으는 곳곳을 둘러보며 이 집에서의 새로운 삶을 상상한 듯했다. 방을 하나씩 소개할 때마다 그들의 표정에는 기대감이 가득했다. 모든 투어가 끝났을 때 민준이 말했다. 여러분의 새로운 시작을 이곳에서 함께 할수 있다면 정말 기쁠 것 같습니다. 어떠세요? 부부는 미소 지으며 고개를 끄덕였다. 이 집이 우리에게 딱인 것 같아요. 민주는 그들의 결정을 축하하며 따뜻하게 손님을 내밀었다. 이제 이 집이 여러분의 것이 되겠고요. 관심으로 축하드립니다. 안에 띵벳 읽어볼게요. 피우대 꽃갖고 나우테남 앞 마오모부의 주두 앙낭예 낭추송 민주노요 조동디 깍다오 헨덴 땅오냐 모 나모 세관 안목과 진 준비 자오동호 비댕 중방랜 안민 꼬이 도이바 먹고 인자오
mới vào. Hôm nay tôi rất vui được chơi chiếu ngồi nhà ngay với quý vị. Các cô anh là một cấp bộ sống sướng nhẹn hôm nằm tay nhào bước vào nhà. Ngái ô chúa già vào không tốm nẻ. Nhãn, nhãn, của hỏa, ôi, à, của hoa ôi, cũng nhận, hồ sông không dặn. Một rồi nên mà mình dùng đã can trang trong để tàu ăn xuống đào thuyền tốt tiếp. Đây là phong cách của sổ lớn, sổ ăn sang tự nhiên vào và sang cô tàu cầm chát. Dễ chịu khi vô tìm. Anh gian khổ vào phong cách giải thích về tung mạo sang của chai dành chung và của sông lũng các bộ sông những cung phong hài lòng các tàu. Đây là nhà bếp các thiết bị hiện đại và vẫn đã cầm tắt trước việc nhau hàng chỗ nên chắc chắn rồi các vội xuống nhà nhìn nhà bếp hồi về hay lòng nhồi vô hồi minh dịnh ăn sang ở đây cô lên.